Chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát Thanh Truyền Hình Cao Bằng. Như thường lệ, bản tin hôm nay sẽ mở đầu bằng những thông tin trong nước đáng chú ý. Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự cuộc họp không chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương APEC về ứng phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế. Phát biểu tại cuộc họp chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cho rằng thực tế ứng phó với dịch bệnh trong hơn một năm qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các nền kinh tế thành viên apec nổi bật là sự đồng tình chung tay hành động của người dân và giữa các nền kinh tế thành viên trong triển khai các biện pháp chống dịch một cách tổng thể khoa học đa phương bao trùm chỉ cần một người một nền kinh tế chưa an toàn về dịch thì cả thế giới sẽ không thể an toàn với phương châm không bỏ ai ở lại phía sau chủ tịch nước đưa ra ba đề xuất quan trọng cho hợp tác apec đó là triển khai nhanh chóng các chương trình hợp tác để hỗ trợ các nhóm yếu thế dễ bị tổn thương vượt qua khủng hoảng nâng cao tính tự cường và khả năng thích ứng của các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ đào tạo kỹ năng cho người lao động thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tiếp thu và phản ánh các đề xuất định hướng hợp tác mà Chủ tịch nước đã nêu vào Tuyên bố chung của hội nghị. Cũng trong tối qua, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị về công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đỗ Văn Chiến, đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội nghị thống nhất cần sớm nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về bầu cử, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra cùng với đó tiếp tục chủ đạo hướng dẫn hệ thống chính quyền và mặt trận tổ quốc việt nam các cấp ở địa phương thực hiện tốt quyền và trách nhiệm theo luật bầu cử và hướng dẫn của hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp thực hiện đầy đủ đúng vai trò quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện quy trình hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử về quy chế phối hợp, hội nghị thống nhất giao cơ quan thường trực hai bên phối hợp giả soát quy chế phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoàn thiện quy chế cho giai đoạn mới. Với số vốn FDI 16 tỷ USD năm 2020, lần đầu tiên Việt Nam lọt top 20 nước thu hút FDI nhiều nhất thế giới. Vị trí mà Việt Nam nắm giữ hiện tại là thứ 19, tăng 5 bậc so với năm 2019. Theo báo cáo đầu tư năm 2021 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển mới công bố trong năm 2020, tác động của đại dịch đối với dòng vốn FDI toàn cầu tập trung vào nửa đầu năm 2020. Số lượng dự án mới giảm, các thương vụ mua bán sáp nhập cũng giảm khiến dòng vốn đầu tư vào cổ phần giảm 50% với những chính sách mở cửa, ưu đãi và môi trường kinh doanh hấp dẫn. Trong những năm qua, Việt Nam đã thu hút được một số lượng lớn dự án và nguồn vốn FDI. Và lần đầu tiên, Việt Nam vào top 20 nền kinh tế về thu hút FDI của thế giới. Cụ thể, theo báo cáo đầu tư năm 2021 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, với việc thu hút 16 tỷ USD trong năm 2020, Việt Nam đã tăng 5 bậc để lần đầu tiên vượt lên xếp vị trí thứ 19 trong danh sách các nền kinh tế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhiều nhất thế giới. Trong khi đó Singapore và Nhật Bản dẫn đầu trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Cụ thể Singapore với 5,64 tỷ USD chiếm gần 37% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, Nhật Bản đứng thứ hai với 2,44 tỷ USD tăng gần 67% so với cùng kỳ năm trước. Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các tỉnh khu vực phía Nam và một số địa phương lân cận, thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các tỉnh phải nâng cao hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch hiện nay, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống dịch lây lan rộng hơn. Phó Thủ tướng đề nghị ngoài việc thực hiện truy vết xét nghiệm sàng lọc, làm sạch các ổ dịch từng tỉnh phải có kế hoạch giữ vững những vùng khu vực còn an toàn. Tất cả các tỉnh kêu gọi nhân dân hạn chế tối đa việc đi ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Theo Phó Thủ tướng, hiện thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan ra các tỉnh. Ban chỉ đạo sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo tiếp theo với tinh thần phải nâng cao cảnh giác hơn nữa với tình hình dịch bệnh hiện nay nhiều khả năng diễn biến phức tạp hơn, sẵn sàng cho tình huống xấu hơn. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần 4 tại chỗ. Chính phủ quyết định giao Bộ Y tế mua sắm tập trung sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế để giúp các tỉnh chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch. Sáng nay, ngày 17 tháng 7, Bộ Y tế thông báo có thêm 2.106 ca mắc COVID-19. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 1.769 ca. Số ca mắc chủ yếu phát hiện trong các khu vực đã cách ly, phong tỏa. Trong những ca mắc mới có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2.105 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 1769 ca, Bình Dương 124 ca, Đồng Nai 43 ca, Vĩnh Long 42 ca, Đồng Tháp 41 ca, Bến Tre 34 ca, Khánh Hòa 22 ca, Bình Phước 7 ca, Sóc Trăng 6 ca, Cần Thơ 4 ca, An Giang 3 ca, Hà Nội 2 ca, Bắc Ninh 2 ca, Bình Định 2 ca, Phú Yên 1 ca, Lâm Đồng 1 ca, Đắk Nông 1 ca, Gia Lai 1 ca. Trong đó, 1.680 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao, Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam thông qua Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng thêm 3 060 liều vaccine Moderna. Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam, số vaccine này sẽ được chuyển đến Việt Nam trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó, cũng thông qua COVAX, chính phủ Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine Moderna. Số vaccine này đã được vận chuyển đến Việt Nam ngày 10 tháng 7. Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ Y tế đã phân bổ 2 triệu liều vaccine Moderna tới 53 tỉnh, thành phố, lực lượng công an, quân đội và 20 bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế. Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị được phân bổ cần phối hợp chặt chẽ với dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, dự án tiêm chủng mở rộng khu vực để lập kế hoạch tiếp nhận vaccine và triển khai tiêm chủng kịp thời, bảo đảm sử dụng hết số vaccine được nhận theo đúng quy định. Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận trên 190 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch. Trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa, Olympic Tokyo năm 2020 sẽ khai mạc, chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo phạt thành viên các đoàn thể thao nước ngoài, bao gồm các vận động viên và quan chức thể thao không tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Trong 24 giờ qua, Tokyo đã ghi nhận thêm 1.308 ca mắc mới. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 21 tháng 1 vừa qua, số ca mắc mới COVID-19 ở Tokyo vượt ngưỡng 1.300 ca một ngày và là ngày thứ 26 liên tiếp số ca mắc mới ở đây tăng so với tuần trước đó. Tại châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu dự báo số ca mắc mới COVID-19 sẽ tăng mạnh vào ngày 1 tháng 8 tới do sự lây lan của biến thể Delta, trong khi nhiều nước châu Âu nới lỏng các biện pháp. Theo số liệu cập nhật trong 24 giờ qua, số ca mắc mới tại Anh là 51.870 ca và số bệnh nhân tử vong do COVID-19 là 49 người. Bản tin tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. tại thành phố, Ban Thường vụ huyện ủy Bảo Lạc làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc. Bảo Lạc là huyện có nhiều tiềm năng đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu cho phát triển nông lâm nghiệp, dần hình thành các vùng sản xuất cây đặc sản, cây lấy củ, cây dược liệu như mận máu với diện tích 71 ha, cây nê trên 70 ha, lúa nếp hương trên 100 ha, trồng sâu tầm 150 ha, vùng nguyên liệu sắn 36 ha từ các cây trồng mũi nhọn đã mang lại hiệu quả bước đầu, đem lại thu nhập đáng kể cho nhân dân. Chăn nuôi gia súc gia cầm được phát triển với tổng đàn trâu bò trên 25.000 con, đàn lợn trên 34.000 con, gia cầm hơn 300.000 con công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng từng bước đem lại hiệu quả. Đến nay, độ che phủ rừng đạt trên 50%. Đến nay, trồng hồi ở 9 trên 17 xã với diện tích 2.000 ha, trung bình khoảng 100 triệu một ha. Cây trồng trúc xào hơn 1.900 ha, có hộ gia đình thu nhập 300 triệu đồng một năm. Công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư, hơn 68% hộ được sử dụng điện, 95,8% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5% một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng một năm. Một số khó khăn là do chưa có sản xuất liên kết, chưa có đầu ra ổn định cho sản phẩm. Chủ yếu là phát triển mở rộng cây trồng tự phát chưa có quy hoạch hợp lý hai bên đã thảo luận, thống nhất hướng phát triển sản xuất chăn nuôi, giúp đỡ huyện Bảo Lạc mở rộng thị trường, kết hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất duy trì sản xuất cây lúa ngô đảm bảo an ninh lương thực phát triển cây đặc sản theo hướng hữu cơ sản xuất tập trung gắn với nhà máy chế biến phát triển sản phẩm ô cốp phát triển trồng rừng gỗ lớn lâm sản ngoài gỗ tập trung vào nhóm các cây thế mạnh chăn nuôi theo hướng gia trại thu hút doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất theo chuỗi liên kết đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tập trung các cây thế mạnh địa phương có giá trị kinh tế cao Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bảo Lâm đến tiếp xúc cử tri hai xã Yên Thổ và Thạch Lâm trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân huyện, nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện, cử tri hai xã kiến nghị tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn, kéo điện lưới quốc gia, xây dựng công trình nước sinh hoạt, kênh đường thủy lợi, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa xóm, làm cầu treo, xem xét hỗ trợ người dân thực hiện mô hình chăn nuôi châu bò vỗ béo. Chuyển đổi thêm diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, bố trí tuyển dụng chức danh công chức xã hiện chưa đủ biên chế, có chế độ phụ cấp cho cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên, đội ngũ thú y viên. Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiếp thu và giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri, sẽ tổng hợp gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình vừa sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 6 tháng đầu năm, mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát động đợt cao điểm kêu gọi các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 được 528 triệu đồng, hỗ trợ cho bà con xóm Hoài Khao xã Quang Thành 250 triệu đồng sửa chữa nhà, sớm đưa xóm Hoài Khao thành làng du lịch cộng đồng thăm và tặng 516 xuất quà cho người uy tín tiêu biểu người nghèo, gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền 270 triệu đồng là mới 4 nhà đại đoàn kết trị giá 140 triệu đồng. Trong đợt bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua, toàn huyện có 20 cán bộ mặt trận tổ quốc các cấp tham gia ứng cử và đã có 19 đại biểu trúng cử. Trong đó trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện là hai đại biểu và cấp xã thị trấn là 17 đại biểu. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, mặt trận tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua học tập lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Nhân dịp này, bốn tập thể được tặng bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại huyện Hà Quảng, Ủy ban Nhân dân huyện thành lập đoàn công tác đến khảo sát hỗ trợ di rời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở trên địa bàn xã Lương Can. Xã Lương Can có 554 hộ, có 35 hộ còn để gia súc dưới gầm sàn nhà ở Năm 2020, các đơn vị cơ quan trường học đã hỗ trợ 35 triệu đồng cho xã Lương Can di rời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Mỗi cán bộ viên chức lao động của đơn vị được phụ trách sẽ đóng góp mỗi người 200.000 đồng trở lên giúp các hộ nông dân di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở. Mặc dù xã Lương Can được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên việc di rời chuồng trại gia súc chưa hoàn thành. Đến nay mới có 14 hộ trong tổng số 35 hộ di chuyển được chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở để hoàn thành dây rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở trong năm 2021, các cơ quan đơn vị trường học sẽ tiếp tục đóng góp 52 triệu đồng hỗ trợ 21 hộ còn lại đưa ra giúp ra khỏi gầm sàn nhà ở. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.